Ngày hội doanh nhân 2017 với chủ đề Giải pháp thương mại điện tử để doanh nghiệp thành công hơn vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB tổ chức. Tại hội thảo, một số chủ đề như thách thức, cơ hội và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và kỷ nguyên số, việc xây dựng chiến lược kinh doanh kết hợp với giải pháp công nghệ, giải pháp thanh toán thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt Nam, giải pháp hậu cần kho vận cho thương mại điện tử đã được các chuyên gia phân tích và tập trung thảo luận. Đặc biệt, ngoài việc phổ biến kiến thức, hướng dẫn doanh nghiệp từng bước nâng cao nhận thức, đội ngũ diễn giả và các chuyên gia kỹ thuật của chương trình còn tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp lên kế hoạch và ứng dụng lộ trình vào thực tế kinh doanh. Hoạt động tư vấn được triển khai tại hội thảo và được tiếp nối sau khi sự kiện kết thúc nếu các doanh nghiệp có nhu cầu.